Rồi, chào các bạn nhé. Hôm nay tôi đang đứng chỗ khu Nam Từ Sơn, trong khu công nghiệp. Thì nó sẽ có một cái khu đô thị. Ở đây sẽ là tượng đài của Thanh Gióng. Các bạn nhìn nhé, tôi sẽ zoom lên. Đấy, Thanh Gióng cưỡi ngựa sắt nha. Và dưới chân này sẽ là một con rắn. Bên cạnh đây sẽ là những hai hàng thông nhá. Chỗ thì gọi là cây thông, chỗ thì gọi là cây tùng. Đẹp đúng không? Trong đây ấy, thực ra là mọi người vào đây học lái xe rất nhiều. Và cũng có rất nhiều các đại gia ở trong này. Toàn nhà to thôi nhá. Đấy các bạn xem chưa. Này xa đầu kia là họ đang làm ấy. Đây. Khu này nhá thì rất nhiều người Hàn Quốc ở. Và có một số nhà này đang hoàn thiện. Đấy, xa xa tôi bắt được có một thằng đang đứng đấy vạ. À xin lỗi nhá. Ông này là ông ấy tán gái. Tôi nâng ngưỡng tôi tuyệt thẩm nghiện.
làm gì đây? Quản lý trong khu này. Người ngoài vẫn phải chơi.